Đây là quả dưa chuột hương. Quả dưa chuột hương nó mới lớn và ở ngoài quả thì gai rất là nhiều. Đấy. Quả này có chiều dài vào khoảng 6 đến 7 cm. Thì ở như quả này thì bây giờ từ nay trở lên, quả từ này trở lên thì nó rất là nhanh lớn. Vào bây giờ là vào tháng tháng 12 âm lịch, trời rất là rét mà quả dưa chuột hương nó đậu như thế này thì chứng tỏ là quả dưa chuột hương này rất là thích nghi với thời tiết khí hậu vào mùa rét này. Tiếp tục quay hoa. Hoa dưa chuột hương thì đây là hoa đực. Hoa đực rất là to. Còn đây là hoa cải. Hoa cải thì ở phía trong cái hoa này nó có một cái trái bầu tử dài vào khoảng 4 cm. Đây là ngoài này là hoa. Thì từ đây lên đây nó ra hoa liên tục. Đấy, hoa cải nó ra liền liên tục. Đây cũng hoa cải. Cách nhau chỉ một mắt. Nhưng mà mắt dưới này thì không không có hoa cải. Đến mắt này cũng không có hoa cải, chỉ hoa đực. Đây hoa đực. Rồi xuống đây cũng hoa đực. Rồi tiếp xuống đây mới có hoa cải. Thì video hôm nay tôi sẽ quay tiếp tục quay cái dưa chuột hương cho bà con cô bác xem về cây dưa chuột hương trồng vào mùa đông này rất là thích hợp. Ngọn bây giờ nó leo lên cao lên như thế này, ngọn cao như thế này. Đấy, tiếp tục hoa cái. Đặc điểm của dưa chuột hương này thì vào mùa đông này thì nó cũng dễ chịu và thích nghi hơn các loại dưa chuột khác như dưa chuột trâu. Dưa chuột trâu thì nó không thích nghi bằng. Đặc biệt vào cái giai đoạn dưa chuột hương ra trái như thế này thì mọi người nên nhớ là tưới nước. Không nên là tưới nước buổi sáng mà nên là tưới nước buổi trưa để cho nó mau khô nước. Và buổi sáng thì thời gian là hoa thụ phấn và nó thụ thụ phấn để đầu trái, cho nên không nên tưới vào buổi sáng thì sẽ ướt hoa. Thì vào buổi trưa thì hoa đã ngậm màu rồi, cho nên là tưới vào buổi trưa thì thích hợp nhất. Đây, đây một quả. Quả này thì cũng còn non. Quả này thì khoảng vào tầm này lớn lên thì nó cũng rất là nhanh. Khoảng có thể là 3-4 ngày là nó đã thành quả lớn này, có thể thu hoạch được. Hôm nay tôi cũng hơi, mùa này hơi viêm họng cho nên là nói không được, tiếng giọng không được trong, mong bà con cô bác thông cảm. Toàn bộ luống dưa chuột này bây giờ ngọn đã leo rất là cao rồi. Khi bà con cô bác đi mà thấy những cái ngọn nó, những cái chèo nó ra như thế này đây,
Đây, cái chèo ra ở nách đây nó không bám được vào vào sàn đấy, vào dàn lưới thì bà con cô bác bắt nó vào đi, chịu khó bắt nó vào đấy, bắt nó vào trong cái dàn này để cho cái râu này, cái râu này nó quấn vào cái dàn lưới. Nếu mà ngọn nào khó bắt thì bà con cô bác chuẩn bị cái dây cột, dây khoảng 10 cm đến 15 cm để cột nó vào. Nhiều khi bắt ngọn thì bắt nhẹ nhàng, không nên bắt gấp quá thì cái đầu ngọn nó sẽ rất là non và rất dễ bị gãy. Đây là lớp trái gốc. Thường thì lớp trái gốc là quả không lớn. Trái gốc thì thường quả nhỏ, nhỏ hơn là trái dừa. Cứ mỗi chèo ra thì nó lại ra tiếp trái. Đấy, cái chèo hoặc là cái người ta gọi là chèo hoặc là cành, cành nách đấy, nó ra ở trong cái nhánh nó ra tiếp thì nó sẽ ra trái liên tục. Đây, cái nhánh ra rất là nhiều đây, chèo nhánh ra rất là nhiều. Nhưng mà có nhiều cây chèo nó không bám được vào vào dàn lưới, cho nên là phải bắt vào như thế này. Bắt làm sao để cho cái râu nó bám được vào, để nó ra trại cho nó gác ở trên treo lên, không để trại nó xà xuống dưới mặt đất, nó sẽ bị hỏng trái. Đây, đây rất là nhiều, trèo ra rất là nhiều. Đây là vào giai đoạn dưa chuột lớn nhanh nhất, tốc độ lớn nhanh nhất, kể cả ngọn nó cũng phát triển nhanh và trại nó cũng lớn rất là nhanh. Đây là giai đoạn cây sung sức nhất. Đây, trường hợp mà khi mà thấy cái dưa chuột này mà có cái lượng lá ở dưới gốc quá dày thì bà con cô bác có thể ngắt bớt đi. Đấy, ngắt bớt cái lá già như thế này. Đấy, vứt bỏ để cho nó thoáng ra, cho nó quang hợp, cho dễ đầu trái. Chèo rất là nhiều. Ở giai đoạn này thì không nên phun thuốc trừ sâu cho dưa chuột. Đây là giai đoạn cho quả và trong thời kỳ chuẩn bị thu hoạch. Tốc độ trái lớn rất là nhanh và rất là nhanh cho thu hoạch, cho nên là phải ngừng phun thuốc tất cả các loại thuốc bảo vệ thực vật để tránh trường hợp là người sử dụng sẽ bị ngộ độc, kể cả làm để dùng hoặc là bán ra thị trường. Đây là trái của nó. Muốn có được cái ruộng dưa sạch thì phải chấp nhận có một số quả bị sâu hại gây, cho nên là không thể tránh được.
Với những người mà thích ăn dưa chuột tại vườn như thế này á, đi ngang ví dụ như đi ngang ven đường mà thấy nhà ai có ruộng dưa chuột mà thèm quá muốn xin một quả để ăn hoặc là bứt một quả để ăn mà không có chủ, không có mặt chủ thì mọi người nên chú ý, nên chú ý là nên nên có chủ rồi hỏi hỏi xem thử là ruộng dưa chuột này đã phun thuốc hay không. Còn nếu mà tự động bứt quả dưa để ăn á, thì thường là rất là nguy hiểm, bởi vì thường có những chủ ruộng người ta phun thuốc, mỗi phun thuốc mà mọi người không biết, ăn vào sẽ bị ngộ độc. Tuy một vài quả dưa thì không đáng bao nhiêu là tiền, có thể cho mọi người ăn được bình thường, nhưng mà rất là nguy hiểm, bởi vì có những chủ ruộng người ta làm, người ta muốn hiệu quả dưa cao, năng suất cao và dưa đẹp, cho nên là người ta sẽ phun thuốc trừ sâu mà mọi người không biết. Thì video quay đến đây là cũng xin kết thúc. Nếu mọi người thích video thì nhớ cho lượt like và nhớ đăng ký kênh. Chúc cho mọi người luôn luôn mạnh khỏe và trồng được những cái ruộng dưa đẹp. Xin chào bà con cô bác và xin chào mọi người.